phải lựa chọn đúng loại kem đánh răng phù hợp với lứa tuổi của con. Cha mẹ đã biết chưa? Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Việc lựa chọn sai kem đánh răng có thể gây khó chịu cho trẻ mỗi khi chải răng, dẫn đến trẻ vệ sinh răng không tốt và hậu quả là sâu răng. Thêm vào đó thì việc thường xuyên nuốt phải một lượng lớn floor có trong kem đánh răng thì trẻ sẽ có nguy cơ cao mắc một bệnh lý răng miệng có tên gọi là răng nhiễm floor. Và biểu hiện của bệnh này thì ở trên men răng sẽ xuất hiện những cái đốm màu trắng hoặc màu nâu gây mất thẩm mỹ. Floor ở trong kem đánh răng thì sẽ có tác dụng giúp ngăn ngừa sâu răng và giúp răng chắc khỏe hơn. Và ở mỗi độ tuổi thì là do các đặc điểm phát triển của răng khác nhau nên hàm lượng floor có trong kem đánh răng cũng sẽ khác nhau theo từng độ tuổi. Với trẻ dưới 3 tuổi thì là do floor có trong kem đánh răng có thể gây bào mòn men răng và kèm theo đó thì cái phản xạ nhổ bọt kem đánh răng ra ngoài của trẻ vẫn chưa được thành thạo, nên là cha mẹ có thể vệ sinh răng miệng cho con bằng cách sử dụng những miếng gạc mềm có tẩm nước ấm hoặc nước muối sinh lý để vệ sinh sạch bề mặt răng và lợi cho con sau mỗi lần ăn hoặc bú. Hoặc là có thể sử dụng kem đánh răng để chải răng, nhưng cần phải sử dụng kem đánh răng có chứa thành phần tự nhiên, không chứa floor và có thể nuốt được. Đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi thì cần phải sử dụng kem đánh răng có chứa hàm lượng floor cho phép là từ 100 đến 500 ppm. Cha mẹ cần lưu ý xem cái hàm lượng floor có ghi rõ ở trên bao bì của kem đánh răng để có thể lựa chọn đúng loại kem đánh răng phù hợp với con. Ngoài ra thì mỗi lần sử dụng chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ, lấy một lượng nhỏ kem đánh răng nhỏ bằng hạt đậu thôi và không cần lấy quá nhiều. Và nếu như con có vô tình nuốt phải một lượng nhỏ kem đánh răng thì cha mẹ cũng không cần quá lo lắng. Đối với trẻ từ 6 đến 12 tuổi thì đây là cái giai đoạn mà con bắt đầu thay răng sữa và mọc những chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên. Răng vĩnh viễn là răng sẽ không thay và sẽ đi cùng con cả cuộc đời. Ở cái độ tuổi này thì các bạn nhỏ đã có thể vệ sinh răng, tự chải răng mà không cần sự trợ giúp của người lớn. Và hàm lượng floor cho phép ở trong kem đánh răng của độ tuổi này là từ 500 đến 1000 ppm. Và đối với những trẻ lớn hơn 12 tuổi thì đã có thể sử dụng được kem đánh răng của người lớn rồi. Ngoài ra thì cha mẹ có thể lựa chọn kem đánh răng có vị ngọt nhẹ hoặc là mùi hương trái cây mà con yêu thích. Ví dụ như là hương cam, này, hương dâu, hương nho, v.v. để tạo cảm giác thoải mái và thích thú cho con mỗi khi chải răng. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy ủng hộ mình bằng một like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.